Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming và Dư Khải chúc anh em xem video vui vẻ nha mọi người. Bữa giờ thì cũng có khá là nhiều anh em hỏi bạn Khải là có vận tiêu không? Sao trên ít là trên là chim ít vận vậy? Thì nói thiệt với anh em luôn thì Khải trên là chim không có vận được nè mọi người. Chỉ liên vận thì lên nó phá liền. Nên là cũng tranh thủ tầm 5-6 giờ sáng đến 7 giờ sáng nè. Tầm đó thì cứ tranh thủ chạy nửa tiếng rồi vận tiêu cùng với anh em tiệc thớ nha nè. Chung là vận tiêu giờ này thì ít người phá tại vì giờ này đi ngủ là hết rồi nè. Chung là tranh thủ một tí vận hai chiến được 40 triệu rồi nè, xem mà bỏ được. Anh em xem này, nhiều anh em hỏi cứ nghĩ Khải là không vận tiêu phí nhưng mà vẫn có vận nha nè, vẫn có vận tiêu kiếm 40 triệu cho ạc nha. Tại anh em từ thớ đi về trước nè. Đi bút. Vẫn lấy đồ kinh nghiệm nha nè. Một ngày 40 triệu vận tiêu, một chiến 20. Nói chung là server này chỉ có mình băng xe đi phá thôi mà. Còn là mấy băng khác mình thấy chơi rất ok. Có mình băng xe vẫn đỡ hơi phá phá một tí nè. Rồi xong chiến đầu tiên này, thức 5-6 giờ sáng 7 giờ vận được nè, còn mà đợi vận từ 3 giờ 4 giờ sáng vẫn bị phá, vẫn bị tụi xe phá nè. Từ 10 giờ sáng cho đây là khỏi vận luôn rồi, canh nó phá. Rồi xong, giờ tiếp làm tiếp chiến 2. Đó, chiến 20 triệu đó. Rồi, let's go. Rồi, tiếp tục chiến 2. Rồi, cuộc chiến 2. Đó. Sáng hồn sáng say. Bút xe này một tí. Trời, thiêu quá trời nè.
Nó yêu cầu một bang chỉ được 8 tiêu thì phải. Đây hiện tại gần mười mấy chiếc rồi. Hai bang mà. Nói chung là với ban hồi thực thớ này nọ thì Khải nghĩ ở trong bảy quả. Bảy quả thì đánh là vui lắm. Đánh cho nó có hoạt động nó mới đánh. Còn mình ngồi này vần tiêu thì Khải, ban Khải cũng chả muốn cướp ai mà chứ. Ngôi này đánh chơi rồi, chả muốn cướp ai. Vần tiêu thì hoạt động chung á. Mỗi ban tranh giành nhau thì nó phá thôi. Còn Khải với các ban khác thì không bao giờ phá. Được thì giúp nhau đi, tại vì yếu, tầm này hơi yếu. Ôi da, một cục xe anh em, tụ lại đẹp quá. Hiện tại bây giờ là 5 giờ 50 sáng rồi nè. Trong cái cụm xe này gần 20 chiếc ấy, 20 chiếc phần tiêu không ít đâu. Quá nhanh. Tuyệt thớ ở server này cũng bị ép quá nè. Bị ép phá tiêu quá nên là cũng phải tranh thủ phần tiêu giờ linh thôi. Tại vì băng xe nó phá quá. Xe nó phá tất cả server luôn nè. Tại server đang có 5 băng nha nào. Đầu tiên là Thiên Sơn, Huynh Đỡ, An C, Hoàng Kim với là Tiệt Thớ. Đó. Chỉ có 5 băng này thì đa số thấy hoạt động mà. Còn mấy bên kia chỉ là băng cây tiền thôi. Chưa thấy lên trên hoạt động 7 quả. Rồi xong. Đó, một chuyến vần tiêu thành công, hai chiến nè. Hai chiến chỉ mất khoảng 10 phút thôi. Nếu mà anh em chịu khó thức dậy tầm này thì ban hồi khải thức chịu khó thức dậy tầm này thì có thể vần tiêu vô tư. Đó xong. Thì anh em mai chiến tiếp. Đó xong nhiệm vụ. Đó. Sau khi vần tiêu xong thì được trả ngược lại 300 xu không mất gì nha anh em. Quá chất. Ok, về thôi. Ok anh em xem video này đừng quên đưa lại cho Khải một like, một chia sẻ ủng hộ nha anh em ơi. Tại vì anh em nhiều khi không hiểu là Khải có phần tiêu hay không á. Nên là Khải cũng quay video cho anh em biết thôi. Nói chung là Khải vẫn vận tiêu đều đều nha anh em. Ngày nào cũng vậy thôi. Ok anh em xem video đừng quên đưa lại một like, một chia sẻ ủng hộ nha anh em ơi. Bye bye mọi người. Chạy ra đầu cổng bảo cơ anh em một tí. Bảo cơ một tí.
Đó, cắt bùa cho xe nó khá xong hai chuyến rồi. Cái này thì phụ anh em. Đi rất là nhanh, gần 3 phút gần tới rồi. Tại server vẫn chưa cập nhật hạng như năm đó, 0.01 này, trên này mới cái báo 96 rồi. Vãi nồi chưa. Rồi ok xong rồi ok Khải dừng clip tại đây nha anh em ơi, cái gì Khải phụ tiếp, đừng xem xong đừng quên cho một like nha anh em. Ok bye bye mọi người.